Không chỉ nổi tiếng về du lịch tâm linh bởi những giá trị lịch sử, những năm gần đây, Côn Đảo đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ du lịch được phát triển. Nhiều resort và khách sạn theo tiêu chuẩn 4 năm sao phát triển mạnh bởi những chính sách thu hút các nhà đầu tư. Tôi nghĩ rằng đây là một khu vực, một điểm đến lý tưởng của những người thích đi du lịch. Mấy năm gần đây thì cái phương tiện giao thông đi lại đưa cái khách du lịch cũng như là con người vận chuyển hàng hóa ra đây rất là thuận lợi. Thì cái đó nó là cái tiềm năng và cái cơ hội để cho công ty cũng lựa chọn để quyết định đầu tư xây dựng mở những cái dịch vụ để phục vụ cái nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng ra ngoài Côn Đảo. Trong những năm qua, du lịch Côn Đảo luôn đạt tăng trưởng cao. Giai đoạn 2017 đến 2020, lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng trưởng bình quân trên 20% một năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân 15,5% một năm. Xác định du lịch dịch vụ là trọng điểm trong cơ cấu kinh tế của huyện Côn Đảo, nên trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích thích sự tăng trưởng của ngành du lịch. Huyện Côn Đảo đã kiến nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kiến nghị với Trung ương nâng cấp mở rộng sân bay Côn Đảo để làm sao phát huy tốt nhất sân bay này để nối liền cái đường không giữa đất liền với Côn Đảo. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết để có điều kiện thuận lợi đưa khách du lịch đến với Côn Đảo. Song song đó cũng phát triển cái giao thông về tàu thủy để cũng góp phần đa dạng hóa cái đường giao thông giữa đất liền với Côn Đảo. Với lợi thế tiềm năng sẵn có về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử cộng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch đã và đang phát huy hiệu quả trong việc thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tới Côn Đảo tham quan nghỉ dưỡng. Tin tưởng rằng những năm tới, du lịch Côn Đảo sẽ là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, từng bước thực hiện hóa chủ trương xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch dịch vụ chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.